một trong những hot girl xinh đẹp ở Hà Thành, diễn viên người mẫu Thanh My được nhiều khán giả yêu mến qua những vai diễn ấn tượng trong bộ phim sitcom nổi tiếng 5S Online, các tiểu phẩm hài hay nhiều MV ca nhạc. Tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Thanh My đang theo đuổi ước mơ hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Chính vì vậy, cô nàng xinh đẹp này rất quan tâm đến việc chăm sóc làn da và vóc dáng để luôn thật hoàn hảo khi xuất hiện trước công chúng. Mặc dù sở hữu làn da trắng sáng, nhưng cấu trúc da của Thanh My khá mỏng, kém đàn hồi. Vì vậy, dễ xuất hiện những nếp nhăn nơi khóe miệng hay vết chân chim khóe mắt. Điều này khiến Thanh My vô cùng lo lắng và cô đã bỏ ra khá nhiều công sức để tìm hiểu những phương pháp làm đẹp làn da với mong muốn khắc phục được những vết nhăn thiếu thiện cảm đó. Và cuối cùng, may mắn cũng đã mỉm cười với Thanh My khi cô tìm được cho mình công nghệ thơm mát, một trong những công nghệ tối ưu trong xóa nhăn trẻ hóa da. Tại thẩm mỹ quốc tế Bali, diễn viên Thanh My đã được các bác sĩ chuyên viên giàu kinh nghiệm soi da bằng công nghệ hiện đại và tư vấn về cơ chế cũng như hiệu quả xóa nhăn trẻ hóa da của công nghệ thơm mát. Diễn viên Thanh My chia sẻ rằng cô rất tin tưởng khi được bác sĩ Bali cho biết thơm mát là một trong những công nghệ thẩm mỹ có nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng trên toàn thế giới, trong đó có nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood lựa chọn để giữ mãi làn da tuổi thanh xuân. Công nghệ này không chỉ giúp làm đầy các nếp nhăn, làn da căng mịn mà còn giúp cho khuôn mặt thon gọn hơn. Đặc biệt, đây lại là một phương pháp xóa nhăn hoàn toàn không phẫu thuật, không xâm lấn, với độ an toàn đã được FDA Hoa Kỳ kiểm nghiệm và chứng nhận. Và chỉ sau 1 giờ cho tiến trình trẻ hóa da, diễn viên Thanh My đã hoàn toàn bị thuyết phục với công nghệ thơm mát bởi hiệu quả tuyệt vời mà công nghệ này mang lại với làn da của cô. Sau 1 giờ điều trị với công nghệ xóa nhăn thơm mát thì kết quả mang lại cho mình thật bất ngờ, một làn da căng tràn sức sống và những nếp nhăn trên khóe miệng cùng khóe mắt đã hoàn toàn biến mất. Mình thực sự hài lòng về kết quả này. Chắc chắn Thanh My sẽ giới thiệu địa chỉ uy tín cũng như bí quyết này cho tất cả các bạn bè của mình được biết. Xin cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều. Cũng như diễn viên Thanh My, rất nhiều những người đẹp, diễn viên, người nổi tiếng tại Việt Nam đều tìm đến công nghệ thơm mát như một cứu tinh cho làn da lão hóa của họ. Trước đây thì Vân đã được nghe nhiều đến công nghệ thơm mát, nhưng thực sự là mình cũng còn mơ hồ và không có hiểu rõ về công nghệ này. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà đến với thẩm mỹ quốc tế Bali ấy, thì Vân đã được bác sĩ tư vấn và mình đã hiểu là công nghệ này sẽ giúp cho làn da của mình như thế nào. Vân mới được trị liệu mới có một lần thôi, nhưng mà chỉ qua một lần thôi, nhưng mà mình thấy rằng là có một cái sự chuyển biến mà mình có thể thấy rõ ngay sau lần đầu tiên luôn. Và khi mà nhìn lại trong gương thì vẫn thấy là những cái nếp nhăn, những vết chân chim ở khu vực đuôi mắt của mình được cải thiện, và vẫn nghĩ rằng là đây sẽ là cái sự lựa chọn của mình trong thời gian sắp tới. Còn các chuyên gia đầu ngành trên thế giới, họ nói gì về liệu pháp xóa nhăn trẻ hóa da này? Thơm mát có thể giúp phụ nữ trung niên trẻ hơn tuổi thực của mình từ 5 đến 10 tuổi. Công nghệ thơm mát sử dụng sóng tần số vô tuyến điện dung RF tác động vào sâu các lớp da, làm co thắt ngay lập tức các sợi collagen, mang lại hiệu quả xóa nhăn, săn chắc trẻ hóa da ngay sau 1 giờ điều trị. Hầu hết mọi người sẽ nhìn thấy được sự cải thiện tiếp tục trong vòng từ 2 đến 6 tháng tiếp theo. Với khả năng tái cấu trúc collagen tuyệt vời, khả năng sản sinh collagen mới, thơm mát mang lại hiệu quả trẻ hóa tuyệt diệu chưa có công nghệ nào sánh kịp. Thơm mát đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận là công nghệ không xâm lấn, không đau, không cần thời gian nghỉ dưỡng. Thấu hiểu tâm lý muốn làm đẹp hiệu quả mà lại đảm bảo an toàn của nhiều chị em, thẩm mỹ quốc tế Bali luôn nỗ lực hết mình để chuyển giao những công nghệ làm đẹp tiên tiến trên thế giới về với phụ nữ Việt. Đây thực sự là một bước chuyển mình mà không phải trung tâm thẩm mỹ nào cũng có thể làm được, bởi chuyển giao những công nghệ làm đẹp trên thế giới về Việt Nam sao cho đúng chuẩn quốc tế nhất đòi hỏi một quá trình hoạt động chuyên nghiệp, một sự đầu tư lớn về tài chính, đặc biệt là tâm huyết. Nhưng vượt lên trên tất cả bằng nhiệt huyết và niềm khao khát mang lại những phương pháp làm đẹp tốt nhất cho phụ nữ Việt, thẩm mỹ quốc tế Bali đã khẳng định được chất lượng và thành quả của mình trong hành trình ấy. Và vẻ đẹp, sự hài lòng của hàng ngàn khách hàng bước ra từ thẩm mỹ quốc tế Bali, đó chính là phần thưởng lớn nhất mà thẩm mỹ quốc tế Bali vinh dự nhận được trong sứ mệnh chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ Việt. Liên hệ thẩm mỹ quốc tế Bali, địa chỉ 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 01686463463, 0945368989, 043724690, website www.thẩmmỹquocteBali.com, Facebook www.facebook.com/thẩmmỹquocteBali.